ơi anh em, chào mừng anh em đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người, đây là con máy của mình, nhưng mà hôm nay mình cho người khác lái, bởi vì là có hai con máy, một con máy đang để trên sân lốt, thì cái bản này bạn ấy là lái con máy kia. Thì hôm nay là mình chạy xe ô tô. Thì giới thiệu qua cho mọi người một chút về cái cục đất hôm nay. Thì mình có đang ở kênh máy xúc nhỏ và vỏ trái đất rồi, nhưng mà là nếu anh em mà chưa xem thì mọi người có thể xem ở video này, mình sẽ giới thiệu lại. Bởi vì là cái cục đất này nó vào lên cuốc cao lên tít trên chỗ phắn kia. Đó, cuốc sâu tả ly, nếu mà vào trong kia chắc còn khoảng 7-8 mét gì đấy. Đấy, hôm nay thì mình sẽ đi chạy xe ô tô này. Con xe của mình đây là con xe vừa chở máy vừa chở đất. Thì hôm nay là đi làm cái cục đất này, nó ở nhà người quen. Đấy, cho nên là đi làm vừa làm một hộ thôi. Đây ở dưới này nó có một con đây nè. Con này nó cũng là cô Mát PC58 này. Đấy, thì là hôm nay có thiếu lái cho nên xe, cho nên là mình đi lái xe thì một máy để đây, lúc nào nó ấy bận quá thì sẽ để cho nó san, để cho nó san. Nhưng chỗ này còn lúc nào mà chưa phải san thì mình cứ chạy xe, thì chủ máy mình bị bận nên bây giờ mình sẽ đi lên để lái xe nhá. Để lái xe cho nó băng đang múc rồi. Đây, xe của mình nha, xe mình nó là xe 2,5 tấn. Đấy, lái xe này máy người ta thích coi rồi. Cái con kia thì nó tiến lên, nó lùi xuống, nó lùi xuống để đổ luôn, nhưng mà mình thì lại mình phải quay đầu để mình lùi cho cái đít nó lùi vào cái chỗ xe ô tô múc cho nó dễ. Đấy, mình nhìn mình sẽ đổ ra góc này và mình sẽ ấy qua đây để lấy lái này. Con xe của mình nó tên là xe một cầu, cho nên là mình sẽ cày phụ. Lúc nãy mình đã lùi một cái lốt ở ngoài này rồi, bây giờ mình sẽ về ra đúng ở cái lốt đấy. Ok nha, bây giờ đó hơi ấy ở kia rồi, mình sẽ đổ đây ra cái số phụ đi, có phụ vào là nó nặng máy là mình không ấy được. Đấy ông ơi, đấy ở dưới kia nó là ao rồi, bây giờ mình cứ lấn dần ra đây thôi. Mình sẽ tiến lên một tí này, lùi lại vào cái góc bên này đi để cho nó lấn lốt đấy. Như này thì nó mình lùi xe đúng vào cái chỗ đấy là ok đấy. Mình xuống số ben nhá, quay đầu để lùi lên nè. Con xe của mình nó là phanh dầu thôi, cho nên là mình vẫn cứ anh ấy được. Thì cái chỗ mà lùi này của mình thì nó lại hơi cao hơn một tí, nó hơi bị vênh mà, mình nó lên là mọi người sẽ thấy. Đúng rồi, nó không lên được. Bàn. Phát thứ hai. Rồi, đó là sát máy à. Đây này mọi người, do cái chỗ này là nó bị vênh này, cái xe của mình nó lùi lên đến cái chỗ này là nó vênh, nên là nó không ấy được, không đi được. Đó này nó lên tít trên đằng trên như nó kia nữa cả. Đấy, mình đi xuống xem cái chỗ đổ cho mọi người nhá. Đấy, thì nữa lúc nãy mình lùi vào đây. Thì lát nữa thì mình sẽ không lùi vào cái lốt này nữa. Mình sẽ cho cái bánh của mình vào cái trụ giữa này, thì một bên nó ở bên này thì nó sẽ đỡ được tải nhiều hơn, hoặc là mình sẽ lấn vào đây, cho một bánh nó lấn vào cái chỗ này, một bánh nó ở cái chỗ G này thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Thì mình để một ít đất, lâu lâu mình ra đây mình đổ phát là nó được mà.
Ở bên này thì con này nó lấn ở bên này, thì con của mình thì mình sẽ cho lấn ở góc này. Bởi vì là mình tiến cái đầu xuống mà, tiến cái đầu trên kia xuống cái cua xong lùi vào. Này thì một lúc nữa thì nó xe kia nó mới múc đầy, xe kia có cái xe mình thì mình mới ấy được đi được. Đấy. Thế ở cái nhà bác này thì có vườn bưởi rất là sai luôn đây này mọi người ạ. Đấy, cực kỳ sai luôn. Đây, xe này nó đi đổ. Mình sẽ đi xuống đây quay anh ấy đổ nha. Xe máy có bị thụt không? Xe này nó là xe một cầu nên là nếu mà thụt thì nó lại phải kéo. Lùi đúng vào cái lốt cũ. Thực ra mình cũng không thích lùi đúng vào lốt cũ đâu, mình sẽ muốn lùi qua nhiều lốt cơ. Đấy. Người ta đi vào người ta nó từ từ như vậy thì nó sẽ không bị không hay bị lún sập cái cầu không? Nếu mà đi ra nhanh phanh gấp van là nó hay bị lún. Đây, mọi người thấy quả bưởi to không? Cái cây này nó có hàng trăm quả luôn, nhìn rất là nhiều này. Cây nào nó cũng sai thế, quả vàng ươm. Con máy của mình thì nó đi đào ao nhiều, nó hơi bẩn thôi. Con máy của cái bạn lái này ở dưới kia thì nó đẹp hơn. Đến cái tầng đất này nó là đất sít rồi mọi người ạ. Đấy, nó cứng rồi cả. Chung là vào gặp sít thì cái ấy của mình nó hơi cứng, hơi mòn rồi. Chung là mặt bằng của mình lấy thì cao hơn chỗ này một tí. Đây, cao bằng cái chỗ máy mình đứng này, cao bằng cái chỗ kia. Cái chỗ này là do là để mình làm như vậy là để đi lên xuống đi lại thôi. Đi lại thôi. Chờ một lát nữa thì ấy. Tầng ở trên này thì là đất màu này, đất sỏi ong này. Còn tầng ở dưới thì nó là đá xít này nó cũng non thì không phải non đâu nhưng mà nó cũng cứng cứng. Khác vỉa của nó là khó múc. Thì cái anh chủ máy của cái con bên kia ấy, thì anh bảo là con máy của mình nó nhanh hơn, thôi mà để con máy mình xúc con cho con kia nó xuống dưới kia nó làm ấy, nó đi để lúc nào mà nó mô nó cao quá không ấy được nữa thì sẽ để xúc, thì sẽ để san cái đấy, ở san rồi đấy. Đấy mọi người, đây cái vào cái chỗ đá ấy kia là nó cứng cứng rồi đấy, căng căng rồi đấy. Lái xe người ta tít còi rồi mình sẽ đi nhá. Chỉnh mấy ghế đây. Đấy, bây giờ xuống đây mình sẽ đi giáp giáp vào cái chỗ cây bưởi, cái cành bưởi đây đi. Đi giáp vào cái chỗ đường cũ đi nhá. Hết lái này. Lái luôn thì mình sẽ giả lái luôn này. Đi vào lốp cũ. Bên này nó bị nghiêng. Lấy lại lái sang cái bên mới này. Sẽ đổ một ít xuống đây.
nghĩ tới đây để lúc mình lấy cái đường đi lại. Cái chỗ kia là nó thấp hơn nhưng ạ. Ok, bây giờ mình sẽ hạ cái ben này xuống nhá. Hạ cái ben này xong, xong là sau đó mình lùi lên. Đấy, nó được một nửa xe rồi. Hơi bám ra mép này một tí nữa. Mình sẽ lùi ra cái lối chỗ khác. Lùi sang cái bên mép này đi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ đây. Đây này, chỗ này kia là nó vào cái giờ kìa. Lát nữa mình sẽ lùi lấy lốt vào chỗ này. Số này và cái quạt lên. Lùi lại lấy lốt. Anh đeo mình sẽ lùi vào đúng chỗ đấy luôn. Xe kia nó lùi xuống. Cái ấy của mình nó sát vào cái xích này. Cái xe kia nó lùi ráp vào kia đi. Đấy, người ta cặp phụ. Vào số lùi nhé. Không được nữa à? Mắc rồi. Được rồi, cứ kể là trồ vào gương mất. Ở đấy họ đổ đồn đá đúng. Hôm nay mình lùi hai phát xịt rồi, bây giờ mình sẽ lùi một phát à. Bám ra cái mép ngoài này một tí. Đó, ok. Ra đấy người ta xúc ở chỗ đấy mọi người. Ok, video của mình xin kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá. Hôm nay mình đi lái ô tô thì mình cập nhật một video để anh em trò chuyện với nhau một lúc. Thì ở những video tiếp theo thì mình sẽ làm những video về xúc xe với này về nói chuyện về cái công trình này. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo nhá. Mọi người xem video nếu thấy hay mọi người hãy cho mình một like và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em.